Một thi thể lành lặn, da còn mới. Con hà mã này không phải bị mãnh thú tấn công. Nó chết vì dịch bệnh. Khi sự sống mất đi, mình mẩy nó căng phòng lên vì no nước. Cá sấu tụ lại. Chúng cũng là loài ăn xác thối đặc trưng ở lục địa đen. Cái xác này chưa thối, nên chúng đang gặp khó khăn. Chúng không biết nhai, chúng chỉ thực hiện những cú vặn xoắn để xé nhỏ thức ăn. Da của cái xác còn rất cứng, chúng phải chờ những con cá sấu to hơn để phanh xác. Nhưng những con cá sấu chúa chưa thể tiến lại vì kẻ còn sống này. Con hà mã còn sống đã lẳng vẳng ở gần đây nhiều ngày rồi. Cái xác hà mã chính là bạn đời của nó. Một tâm trạng buồn bực, nó chưa chịu rời xa bạn đời đã mất. Nó hay dụi mặt vào cái xác nguội lạnh, hay chiếc hàm của nó cứ đưa vào nhau cợp cợp. Hình thức giao tiếp biểu cảm như là lời tiễn biệt cuối cùng. Đây là niềm an ủi không hề nhỏ mà con hà mã đã mất được nhận. Kẻ còn sống bắt đầu nổi giận, chiếc hàm mở rộng hết cỡ, hình ảnh phô trương sức mạnh quen thuộc. Đã đến lúc nó phải rời đi, nó phải nhường cái xác lại cho bầy cá sấu. Đây là nguyên tắc ngầm. Trong thế giới động vật, các con vật đều nhận biết được giữa sự sống và cái chết. Kẻ còn sống không thể bảo vệ bạn đời đã mất trong vô nghĩa nữa. Giờ là lúc những con cá sấu giàu sức mạnh sẽ bơi đến. Chúng sẽ dọn dẹp cái xác này một cách sạch sẽ nhất, trả lại môi trường trong lành cho hệ sinh thái xong.